khi tôi đi học ở trường Whistler phòng 43. Ê chi, thằng Hạo Nhiên rủ tao ngày mai đi chơi á. Mai là năm hay không là lễ tình nhân mà, chắc là nó có ý với mày rồi. Chắc không có gì đâu. Chi à, ngày mai đi công viên chơi với mình nha. À? Ê Lâm Siêu, tụi bay cũng ở đây hả? Hẹn gì lúc nãy tới nhà tìm mày mà không thấy. À, trùng hợp dữ bay. Hay, mọi người tập trung đông đủ quá ha. Đi chơi riêng với gái, hẹn gì đủ không được. Cái thằng chết tiệt này. Anna, ở đây. Hay, sao đông dữ vậy trời. Mà tụi mình chơi gì trong cái công viên này vậy? Tất nhiên là chơi nhà ma rồi. À, tao nhớ ra là lúc nãy ở ngoài cổng có bán mấy cái đồ lưu niệm á. Tao thích nó lắm, giờ tao ra mua đây. Vậy tụi tao đợi mày mua xong rồi chơi cũng được. À, không cần đâu, mấy cái thứ con nít chơi này không hợp với tao đâu. À, tao cũng muốn đi mua một cái giống nó. Đúng là mấy đứa nhát gan. Hey, lễ tình nhân năm hay không, mua hai sợi mới được giảm giá. Còn dư sợi để làm gì trời. Ê, mày tính đi đâu vậy? Hay đại ca, em đi tìm anh đó. À, ý em là em tới đây tìm anh mua đồ lưu niệm. Mày thích cái này đúng không? Tặng mày nè. Cảm ơn đại ca. Hôm nay là năm hay không, lại tặng mình cái ngọc bội màu đỏ này. Có ý với mình hả trời? Không có được đâu. Hôm nay thằng này nó bị gì vậy trời? Mấy con ma trong này hài gần chết à, chả sợ gì trơn á. Ừ, đúng đó. Chi à, mình có này tặng cậu nè. Cảm ơn cậu nha. Nghe nói con gái đều thích người có học thức. Đây là thường long phú, dài năm mấy, do mình tự tay chép ra. Lãng mạn ở chỗ biểu đạt tình yêu chân thành, chậm chậm mà tới. Bên trong hơn 4.000 chữ, đều là chữ Hán hiếm gặp. Chắc là cô ấy sẽ thấy mình tài giỏi quá đây mà. Nó có ý gì vậy trời? Tao biết mình đọc không hiểu rồi. Nó tặng cái này cho mình để chửi mình ngu, cần phải đi học thêm mà trời. Tâm ý của cậu mình đã hiểu rồi.